73 cho hàm số fx có bảng biến thiên f' như sau. Hỏi số điểm cực trị của hàm số y bằng f của 4x bình cộng 4x. Vậy đầu tiên thầy tính y' trước đúng không? U đạo hàm thì thầy sẽ được 8x cộng 4 nhân cho f' của 4x bình cộng 4x. Sau đó thầy cho luôn y' bằng 0. Như vậy trên này 8x cộng 4 bằng 0 thì thầy sẽ được một nghiệm x bằng trừ 1 phần 2. Như vậy chỗ này là thầy được một cực trị rồi đúng không? Rồi, bây giờ quan trọng là cái ở dưới nè, quan trọng nhất của mình là cái dưới này nè. F' của 4x bình cộng 4x bằng 0, tức là mình đang có dạng F' u bằng 0. Như vậy đầu tiên thầy cần phải xét được cái phương trình F' x bằng 0. Thì mình dựa vào trong cái bảng biến thiên người ta cho thôi, người ta đang cho mình bảng biến thiên của hàm số F'. Như vậy bây giờ để giải phương trình F' x bằng 0, tức là thầy cần phải vẽ cái đường y bằng 0 ra. Chỗ này là âm 3, chỗ này âm 1, chỗ này 2. Như vậy rõ ràng y bằng 0 là nó sẽ đi trên đây này, lớn hơn âm 1 và bé hơn 2 đúng không? Đó. Thì lúc này mình chiếu lên trên, mình coi nó cắt tại đâu, mình chiếu lên trên thì mình sẽ được những cái nghiệm. Chỗ này thầy chiếu lên thầy sẽ được một nghiệm nè. Rồi chỗ này cắt chiếu lên được một nghiệm nữa nè. Rồi tương tự chỗ này chiếu lên và phía sau này chiếu lên. Thì thông thường á, cái cách giải mà tự luận thông thường mình sẽ đặt những cái điểm cực trị này nè là A, B, C và D. Rồi, nhưng mà để giải cho cái bài trắc nghiệm mà giải nhanh được á, thì A, B, C, D này em có thể chọn cho thầy một cái số cụ thể luôn. Nhưng mà nó phải thỏa mãn là chẳng hạn như chỗ này A, A là nó bé hơn trừ 1 thì thầy phải chọn là trừ 2, trừ 3 gì đó, được không? Thì chỗ này có thể thầy chọn trừ 3 đi. Tiếp tục đây thì chiếu lên thì nó nằm trong khoảng từ trừ 1 cho đến 0, thầy chọn trừ 0,5. Tiếp tục từ 0 đến 1 thầy chọn 0,5. Thì em có thể chọn 0,6, 0,7 gì cũng được hết thôi. Rồi từ 1 cho đến cộng vô cùng thầy chọn số 3 luôn nha. Đó. Như vậy có nghĩa là cái phương trình f(x) bằng 0 thì thầy sẽ được các cái nghiệm là x bằng trừ 3, trừ 0,5, 0,5 và 3 đúng không? Thầy sẽ được 4 cái nghiệm đó. Rồi như vậy bây giờ tương ứng thì f(u) bằng 0 thầy cũng sẽ có là u bằng những cái giá trị này thôi. Phương trình đầu tiên 4x bình cộng 4x chuyển âm 3 qua là cộng 3 bằng 0, vô nghiệm đúng không? Có chữ y này là thầy thấy vô nghiệm nè. Như vậy phương trình đầu vô nghiệm. Rồi tiếp tục tới phương trình số 2, nó chỉ khác cái số hệ số tự do cuối cùng thôi, bằng trừ 0,5. Như vậy chuyển qua nó sẽ bằng cộng 0,5 bằng 0, thì một nghiệm, hai nghiệm. Như vậy chỗ này thầy sẽ được hai nghiệm. Rồi, phương trình thứ ba chuyển 0,5 qua là trừ 0,5, hai nghiệm luôn. Và phương trình cuối cùng chuyển 3 qua là trừ 3, một nghiệm, hai nghiệm luôn. Ok, như vậy thì chỗ này cứ hả mỗi một cái nghiệm nó sẽ tạo thành một cái cực trị, tại vì những cái nghiệm này đều là những cái nghiệm đơn hết, cho nên là chắc chắn là nó sẽ đạt cực trị. Như vậy chỗ này thì được 6 nghiệm, ở trên này thì được thêm một nghiệm x bằng trừ 1 phần 2 nữa là tổng cộng có 7 nghiệm, do đó hàm số này nó sẽ có 7 điểm cực trị. Chọn câu C luôn. Tức là mình làm trắc nghiệm thì mình làm nhanh như thế, không cần phải làm bảng biến thiên cũng được hết thôi. Tới đây là chọn được đáp án rồi.